Thôi để em đi. Cái đoạn đường trong gai này để em gánh giùm chị. Thương em quá chị, Khánh ơi. Em tin chị với lại cái muỗng này nha. Chị múc sao chị đổ đầu em tè le tét lét hết đi nha. Không, chị sẽ không vậy đâu, chị có 8 hoa tai lận. Rồi, tè le tét lét hết rồi chị ơi. 8 hoa tai này. Em làm sao em làm cho được. 1 thấy chị lấy chị làm vợ, chị lấy chị làm vợ, thấy chị làm vợ luôn. Cái này là anh có nha. Có giống như mình yêu thích cái người đó quá, mình nghĩ về cái người đó nhiều quá, nhưng mà nửa đêm kéo đầu mình nó vô trong cái tiềm thức của mình, giống như em luôn, là lấy người đó làm vợ đó. Anh lấy ai? Em biết ai không? Ai? Miu. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Dạ, em cũng chỉ là giấc mơ thôi. Đây là mối tình đầu của chị đó. Em nghe em bớt thần tượng gì liền luôn, chị vô đi. Sao vậy? Em có thể hát cái bài đó. Say goodbye. Người đẹp trai tính bye bye. Baby you know, người yêu của anh là chiếc smartphone. Yuri với lại Minh Khánh, ai sẽ là người đội cái nón này lên? Thôi để em đi. Cái đoạn đường trong gai này để em gánh giùm chị. Thương em quá chị, Khánh ơi. Em tin chị với lại cái muỗng này nha. Chị múc sao chị đổ đầu em tè le tét lét hết đi nha. Không, chị sẽ không vậy đâu, chị có 8 hoa tai lận. Rồi, tè le tét lét hết rồi chị ơi. 8 hoa tai này. Em làm sao em làm cho được. 1 Đầm áo đầm, quần, váy, quần, chọn nhanh lên, mỗi tay đồ bộ bớt đã đi chút, nó bán vậy sao vậy, chỉ cọc với em kìa, để em sống chung trả lời tiếng chút ra chơi để lên rồi khóc xong chưa em? Em chốt đồ thoải mái đó. Đồ thoải mái đúng không? Dạ được. Nghe đáp án, trả lời nhanh lên. Ca sĩ chốt không ạ? Chốt ca sĩ. Tại sao lại nghĩ như vậy? Bây giờ chỉ làm ca sĩ chứ thực hiện ước mơ của mình. Ủa alo, rồi đây chị đọc đi em trả lời, có gì chị rót nước cho ảnh cầm kệ ảnh. Ủa có cái này nữa hả? Dạ, ủa có. Thì đánh thử sức đi. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi thiên về thể dục thể thao. Lẹ đi trời ơi, còn thiên về cái này thiên về cái kia nữa.